Trong buổi học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em các thao tác đối với các hàm. Chúng ta tiếp tục với bài tập 7 trang 65. Bài tập 7 trang 65, chúng ta sẽ thao tác trên một bảng lương, tính lương. Bài này gồm có bảng mã đơn vị, bảng phụ cấp chức vụ, bảng mã giới tính và lương cơ bản. Lương cơ bản không gọi là bảng, lương cơ bản gọi là vùng dữ liệu, range. Các em nhớ, bảng chỉ định nghĩa là bảng khi nó có tên của bảng, nó có tiêu đề của các cột. Còn lương cơ bản không gọi là bảng, nó chỉ là vùng dữ liệu. Ta có một bảng dữ liệu phía dưới, bảng tính lương. Yêu cầu sử dụng các câu hỏi ở phía câu hỏi và điền các thông tin vào bảng tính lương dựa trên các bảng và vùng dữ liệu đã có sẵn. Câu hỏi thứ nhất, chèn thêm cột họ tên bên phải cột tên, sử dụng công thức để điền thông tin họ tên. Theo công thức, họ tên bằng họ đệ ghép với tên theo đúng quy tắc. Chúng ta đặt con trỏ. Chúng ta đặt con trỏ tại cột đơn vị. Muốn thêm cột họ và tên, chúng ta đặt con trỏ kích chuột phải, chọn lệnh Insert, chọn Insert Column to the Left. Các em chú ý, muốn chèn bên phải cột tên, chúng ta phải đặt con trỏ cột ngay bên phải cột tên. Đổi tên của cột, họ tên. Điền thông tin vào cột họ tên, chúng ta sử dụng cách thứ nhất, ta có dấu bằng. Họ tên cộng với họ đệ cộng với tên, Enter. Như thế này là sai. Các em nhớ, kiểu chữ cộng với kiểu chữ, chúng ta không thể sử dụng phép tính cộng như cộng kiểu số. Chúng ta nhấn Ctrl Cách, bấm Delete từ bàn phím. Muốn cộng kiểu ký tự, nối sâu ký tự, chúng ta sử dụng thao tác họ đệ, Shift và số 7, phép tính và, tên, Enter. Đây gọi là nối sâu ký tự hay gọi là cộng sâu ký tự. Chúng ta nhấn Ctrl Cách, bấm Delete từ bàn phím. Nếu ta muốn khoảng cách giữa họ đệ và tên có một khoảng cách, chúng ta bấm vào họ đệ, Shift và số 7. Ta sử dụng phím cách bằng cách, nháy kép, Shift và số 7, tên, Enter. Cách thứ hai, các em nhấn Ctrl Cách, bấm Delete từ bàn phím, gõ dấu bằng. Chúng ta sử dụng hàm nối sâu ký tự, đó là hàm concatenate. Chúng ta gõ bằng cont, sử dụng hàm concatenate. Epic. Tách 1, họ đệ. Tách 2, dấu cách. Tách 3, chúng ta bấm chuột vào tên. Ok. Chúng ta đã xong câu hỏi thứ nhất bằng hai cách. Một là sử dụng phép tính và với số ký tự Shift số 7. Hai là sử dụng hàm concatenate. Câu 2. Căn cứ vào ký tự đầu tiên của mã nhân viên, điền tên đơn vị cho các bạn ghi ở cột đơn vị. Ta quan sát. Bảng mã đơn vị được thể hiện A, kế hoạch, B, hành chính và C là kế toán. A, B, C đang nằm theo hàng. Muốn tra cứu dữ liệu, lấy dữ liệu sang bảng khác, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP. Trong bài này, A, B, C thể hiện cho hàng, vì vậy chúng ta phải sử dụng hàm HLOOKUP. Nhưng chỉ sử dụng, chỉ truy cứu, chỉ tìm kiếm ở ký tự đầu tiên của mã nhân viên. Ký tự đầu tiên lấy từ bên trái sang, chúng ta sử dụng hàm left. Bài này ta sử dụng hàm dấu bằng, HLOOKUP.
kích đúc fx. Lấy hàm left bằng cách nhấn vào nút function, chọn left. Trong trường hợp chưa có hàm left, các em nhớ chọn more function. Kích chuột tại hàm bất kỳ, gõ chữ L. Đẩy thanh trượt, chọn ngay left. Ok. Tách, căn cứ vào đâu để tìm được mã đơn vị? Đề bài yêu cầu căn cứ vào ký tự đầu tiên của mã nhân viên. Vậy text chúng ta bấm chuột vào mã nhân viên. Number cha, số ký tự cần lấy là 1. Trong phần này, number cha các em chú ý, nó là 1 nếu bỏ trống, 1 if omitted. Vậy trong phần này các em không cần gõ số 1, vẫn đúng bởi vì không gõ gì để trống, mặc định là 1 ký tự. Quay trở lại hlookup bằng cách đưa chuột lên formula 3, kích chuột hlookup. Table array đánh dấu bảng mã đơn vị từ A đến hết kế toán. Hàng đầu tiên ABC là để tra cứu. Hàng cần lấy giá trị kế hoạch hành chính kế toán nằm ở hàng thứ hai. Vì vậy, rows index number chúng ta chọn 2, số thứ tự hàng. Range lookup, ta tìm chính xác, thấy thì cho kết quả, không thấy thì bảo không có, not available. Chúng ta điền tham số 0, chọn OK. Làm thứ hai, tất cả các em nhấn Ctrl Cách, bấm Delete từ bàn phím. Ctrl Cách, bấm Delete từ bàn phím. Cô sẽ gõ bằng hlookup fx. Lấy hàm left. Text là mã nhân viên. Number cha gõ 1 hoặc để trống đều đúng. Bấm vào hlookup. Table array. Cô đánh dấu toàn bộ bảng mã đơn vị. Row index number 2. Range lookup. Range lookup. Các em chú ý ở đây. Range lookup, nếu lookup, range lookup này, cô có thể gõ 0 hoặc 1 đều đúng. Vì sao? Bởi vì A, B, C đang sắp xếp theo chiều tăng dần. Khi sắp xếp theo chiều tăng dần, nó sẽ tìm tương đối. Tương đối là nếu không thấy thì tìm giá trị nhỏ hơn gần bằng nó nhất. Vì vậy trong bài này, range lookup các em có điền là 0 hay điền là 1 thì kết quả vẫn đúng. Yêu cầu thứ 3. Dựa vào ký tự cuối cùng. Ký cuối cùng tức là các em phải lấy từ bên phải sang, chúng ta phải dùng hàm right của mã nhân viên, điền thông tin vào cột giới tính. Chúng ta quan sát giới tính. Giới tính, cô cần lấy dữ liệu ở bảng mã giới tính. Bảng mã giới tính, dữ liệu mã giới tính đang nằm theo cột. Vậy bài này dùng sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với write bằng VLOOKUP kích đúc fx. Sử dụng hàm write, bấm mũi tên chỉ xuống của nút function, chọn write. Nếu không có, chúng ta chọn more function. Kích đơn vào một hàm bất kỳ phía dưới, gõ chữ cái đầu tiên tên của hàm, chữ R. Đẩy thanh trượt xuống, tìm hàm right. Ok. Tương tự như hàm left, hàm right, text, chúng ta kích chuột vào ô mã nhân viên. Number cha, nếu lấy một ký tự, chúng ta có thể gõ 1 hoặc để trống. Quay trở lại hàm VLOOKUP bằng cách đưa chuột lên formula 3, kích chuột tại chữ VLOOKUP. Table array, đánh dấu bảng mã giới tính. Đánh dấu cả bảng hoặc đánh dấu vùng dữ liệu đều đúng. Các em nhớ nhé. Trong phần này là lỗi mà một số bạn giống như cô đang bị làm, đang làm lỗi. Khi xuất hiện thăng value, cứ xuất hiện màu đỏ. Các em nhớ này, xuất hiện màu đỏ là lỗi. Vì sao lỗi? Các em quan sát ở trên này. Rất nhiều bạn sẽ lỗi kiểu như thế này. Đó là chưa kích chuột vào table array đã vội vàng bấm chuột.
Vậy bắt buộc các em phải xóa đi bằng phím backspace. Xóa nhé. Hoặc là làm lại hoặc xóa. Khi nào xóa mà khi nó hiện ra hộp thoại function argument là được. Các em đã lỗi giống cô, đó là kích chuột tại VLOOKUP nhưng chưa kích chuột vào table array, đã vội vàng bấm bảng. Các em nhớ kích chuột vào đối số rồi mới chọn tiếp. Ta đánh dấu bảng mã giới tính. Cột đầu tiên là cột tra cứu dữ liệu. Cột lấy giá trị là cột thứ hai, giới tính nam nữ. Column index number ta chọn 2. Bài này T, F không hề sắp xếp theo chiều tăng dần. Vậy tham số bắt buộc phải là 0, tìm chính xác. Ok. Phụ cấp. Tiếp theo. Căn cứ vào hai ký tự liền kề của mã câu số 3, câu mò sót câu số 3. Căn cứ vào ký tự cuối cùng của mã nhân viên điền giới tính, cô đã làm xong. Câu thứ tư, căn cứ vào ký tự liền kề cuối cùng của bên phải và bảng phụ cấp chức vụ, điền phụ cấp chức vụ. Tóm lại, câu hỏi là điền phụ cấp chức vụ. Chúng ta nhìn bảng phụ cấp chức vụ. Bảng phụ cấp chức vụ, giám đốc, trưởng phòng, phó phòng và nhân viên, mỗi một vị trí có một khoản phụ cấp khác nhau. Bây giờ chúng ta nhìn vào mã nhân viên. Ta thấy phó phòng ở vị trí thứ nhất, nằm ở vị trí 3-4. Hàng thứ tư, nhân viên nằm ở vị trí 4-5, chữ NV. Thứ năm, B21 chiếm 3 vị trí. Vậy giám đốc nằm vị trí 4-5. Khi vị trí ở trong vùng dữ liệu, vị trí ở mã nhân viên, vị trí ở cái phần ta tìm tra cứu nó không cố định thì chúng ta không thể sử dụng hàm mid lấy ở giữa, mà chúng ta sử dụng bài này, chúng ta sử dụng hàm right, left và VLOOKUP. Ý nghĩa của nó là lấy từ phải 3 ký tự, sau đó lấy từ trái 2 ký tự rồi dùng VLOOKUP. Các em nhớ, khi chúng ta làm, ta dịch ngược lại giúp cô. Đáng nhẽ, lấy phải 2, right, lấy trái 3, left, rồi dùng VLOOKUP. Thì bây giờ cô sẽ làm như sau. Cô lấy VLOOKUP trước. Sau đó, cô lấy hàm left. Tiếp tục lấy hàm right. Bây giờ cô đầu cô khai báo. Lấy phải ôm mã nhân viên 3 ký tự. Quay trở về hàm left trước đó. Sau đó lấy trái 2. Các em quan sát này. Lấy phải 3 nó được chữ PPS. Lấy trái 2 nó được chữ PP. Rồi quay về VLOOKUP. Bấm chuột vào table array. Cô đánh dấu bảng chức vụ. Cột cần lấy giá trị. Cột chức vụ là tra cứu. Cột phụ cấp là cột thứ hai cần lấy giá trị. Vì vậy column index number là 2. Range club điền 0 chính xác. Tìm kiếm chính xác. Ok. Câu hỏi số 5. Lương bằng hệ số nhân lương cơ bản. Lương bằng hệ số nhân shift vào số 8 lương cơ bản. Enter. Chúng ta thấy như thế này là sai. Ta thấy trong các phép tính lương thì cái gì không thay đổi? Quan sát, cái gì không thay đổi ạ? À, 850.000 không đổi. Vì vậy, ở đây nhân với D14. Nhưng xuống dưới, nếu với cách làm của cô, nó sẽ thành D15. Vậy nếu không muốn thay đổi nó, thì chúng ta phải cố định. Cố định là đặt con trỏ
kích vào ô D14 của cô. Đặt con trỏ, kích đúp, kích vào ô D14. Hoặc đặt con trỏ, đưa lên Formula 3, kích chuột vào D14. Rồi, tuyệt đối nó bằng cách bấm Function F4 hoặc ấn F4. Nhấn Enter. Khi các bạn làm bài, các bạn có thấy bạn nào vẫn thay dạ vẫn xuất hiện giá trị thăng value không ạ? Bây giờ cô sẽ làm lỗi nhé. Em nhấn côn trôn cách đánh dấu cột hệ số. Em nhấn côn trôn H. Máy của cô đang chuẩn Anh cho nên dấu thập phân đang là dấu chấm. Cô thay dấu chấm bằng dấu phẩy. Cô chọn replace all. Ok. Cô hỏi cả lớp, có bạn nào đang xuất hiện giá trị như này không ạ? Bạn nào đang xuất hiện giá trị như này thì không có nghĩa là công thức sai, mà các em đang nhập hệ số sai. Hệ số đối với chuẩn Anh thì dấu thập phân là dấu chấm, chuẩn Việt là dấu phẩy. Gặp lỗi, các em nhấn Ctrl cách, các em nhấn Ctrl H, tìm kiếm và thay thế. Kiến thức này cô đã dạy các em trong phần Word. Các em tìm gì? Tìm dấu phẩy, các em thay bằng dấu chấm. Rồi em chọn Replace All. Ok. Close. Vậy chúng ta đã không bị sai nữa. Vậy để không bị chữa lỗi, để không bị sai, các em phải thật chú ý. Khi rõ dấu thập phân đối với chuẩn Anh và chuẩn Việt thì ta dùng dấu gì? Câu hỏi số 6. Tính tổng thu nhập bằng lương cộng phụ cấp. Tổng thu nhập bằng lương cộng với phụ cấp. Enter. Câu hỏi khá là đơn giản. 8. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần của cột tên. Muốn sắp xếp dữ liệu, các em đặt con trỏ trong vùng dữ liệu. Các em bấm vào tab Data. Các em chọn lệnh Sort. Muốn sắp xếp theo chiều tăng dần của cột tên, chúng ta chọn Sort By. Chọn tên. Tăng dần, Order. Các bạn chọn từ A to Z. Chọn OK. Ta thấy cột tên đã sắp xếp theo chiều tăng dần. Muốn tên bằng nhau, tên như nhau thì sắp xếp theo chiều tăng dần của đệ. Các em chọn tiếp lệnh sort. Các em chọn add level. Gen by, các em chọn họ và tên, họ đệ. A to Z, chọn OK. Thì như này là sắp xếp theo chiều tăng dần họ đệ. Nếu các em không muốn sắp xếp nữa, các em muốn quay về lúc đầu, các em bấm vào sort. Các em sẽ xóa cột sắp xếp họ tên đi bằng cách chọn Gen By. Các em chọn Delete họ đệ. Sau đó Delete Sort By tên. Add thêm level. Bây giờ cô sẽ sắp xếp theo số thứ tự. Từ lớn đến nhỏ, cô chọn Smallest to Largest. Chọn OK. Thì dữ liệu về ban ngay về lúc đầu. Về ban đầu các em nào. Đó. Câu hỏi 9. Sử dụng hàm thống kê, điền thông tin vào các bảng thống kê sau. Chúng ta tạo bảng thống kê. Em gõ bảng dữ liệu giống như cô đã tạo. Đây ạ. Điều kiện ở đây là số con lớn hơn 2, số con nhỏ hơn bằng 2. Muốn tính số cán bộ, chúng ta sử dụng hàm đếm. Nếu đếm hết từ trên xuống dưới, chúng ta sử dụng hàm count. Nếu chúng ta muốn đếm, ở đây là đếm có điều kiện. Có bao nhiêu cán bộ có con lớn hơn 2, chúng ta sử dụng hàm COUNTIF. Gõ dấu bằng COUNTIF. Ta tìm hàm, ta kích đúp. Một điều kiện chúng ta sử dụng COUNTIF. Nhiều điều kiện chúng ta sử dụng hàm COUNTIFS. Em nhớ, chúng ta sử dụng COUNTIF. Nhấn FX. Hàm cao if có hai đối số. Đối số thứ nhất là range, tiếng Việt gọi là vùng mà bạn muốn đếm. Đối số thứ hai là criteria, có nghĩa là điều kiện. Điều kiện để bạn lọc dữ liệu ra để bạn đếm. Kích chuột vào range. Muốn đếm xem có bao nhiêu cán bộ có con lớn hơn 2 thì các bạn nhớ đếm ở cột số con. Ta chọn cột số con. Kéo chuột xuống đánh dấu toàn bộ cột. Điều kiện, kích chuột vào ô lớn hơn 2. Ok.
Các em nhớ là kích chuột vào ô chứ không được gõ lớn hơn 2 ở ô điều kiện. Vì ở ô trên điều kiện nhận là lớn hơn 2 thì xuống ô phía dưới điều kiện sẽ nhận là nhỏ hơn hoặc bằng 2 vì nó có tính chất sao chép công thức xuống. Lỗi sai. Nếu các em gõ lớn hơn 2 ở đây. Lớn hơn 2. Enter. Thì ô phía dưới vẫn là lớn hơn 2. Vì sao? Bởi vì nó không nhận địa chỉ ô, cho nên phía dưới nó không thể nhận nhỏ hơn hoặc bằng 2. Trong bài này, thật chú ý giúp cô, đó là điều kiện phải là ô cùng hàng với cái phần chúng ta định thống kê. Tương tự, tổng lương chúng ta sử dụng hàm sum nếu tính cả cột. Còn muốn tính có điều kiện, chúng ta sử dụng hàm sum if. Hàm sum if có 3 đối số. Đối số thứ nhất là range, vùng. Đối số thứ hai, criteria, điều kiện. Đối số thứ ba, sum range, vùng tính tổng. Số con mà lớn hơn 2 thì tính tổng lương. Chúng ta tiến hành liệt kê. Số con, range đánh dấu một số con. Sum range đánh dấu cột lương để tính tổng lương. Criteria, điều kiện, chúng ta đánh dấu ô cùng hàng với nó lớn hơn 2 để xuống dòng dưới tự nhận là nhỏ hơn hoặc bằng 2. Tiếp theo, tổng tiền phụ cấp. Muốn tính tổng tiền phụ cấp, chúng ta cũng sử dụng hàm sum if. Điều kiện, các nhìn nhé, vùng điều kiện. Vùng để lấy điều kiện nó sẽ tô đậm hơn để nó nhấn mạnh. Chúng ta làm tương tự. Số con, ta đánh dấu toàn bộ cột số con. Sum range, ta đánh dấu cột phụ cấp. Đánh dấu toàn bộ cột phụ cấp. Criteria, ta sẽ đánh dấu điều kiện lớn hơn 2. Cô chọn OK. Tương tự như vậy, tổng thu nhập bằng sum if. Range, đánh dấu một số con. Sum range, đánh dấu cột tổng thu nhập. Và criteria, đánh dấu điều kiện lớn hơn 2. OK. Muốn tính tổng các cột, chúng ta bấm vào tab Design, tích chuột vào Total Rows. Và chúng ta tính tổng, thao tác này đã khá quen thuộc trong bài học thứ nhất. Chúng ta chọn hàm sum để nó tính tổng cho tất cả các cột. Ý thứ hai của câu 8. Đếm xem có bao nhiêu cán bộ giữ chức vụ giám đốc, trưởng phòng, phó phòng và nhân viên. Chúng ta sử dụng hàm count if. Tuy nhiên, các em phải ghi chú ý giúp cô. Trong Excel, dấu sao thể hiện trong một nhóm ký tự và dấu hỏi chấm thể hiện trong một ký tự. Khi chúng ta tìm số cán bộ, chúng ta sử dụng hàm count if. Đếm xem, đếm ở cột nào? Chúng ta phải đếm ở cột nào? Cột mã nhân viên, ta đánh dấu cột mã nhân viên. Điều kiện, nếu như bây giờ cô chọn điều kiện là giám đốc thì nó sẽ hiện ra tất cả bằng không. Bởi vì mã nhân viên thì chữ giám đốc, phó phòng, nhân viên nó nằm ở giữa chứ không phải là toàn bộ. Như vừa rồi
Chúng ta thấy như vừa rồi chúng ta thấy là lớn hơn 2 nhân 2 nó là số liệu số, dữ liệu số. Nhưng ở đây nó lại nằm cái gì giữa. Vậy thì máy nó sẽ không hiểu được. Muốn làm bài này thì ta sẽ mô tả nó nằm ở giữa bằng cách như sau. Chức vụ. Cô mặt mô tả nó này. Nháy kép. Sao? Nháy kép. Có nghĩa rằng nó sẽ là một nhóm ký tự. Bởi vì dấu sao là thể hiện cho một nhóm ký tự. Sau đó nối với, dùng shift vào số 7. Nối với chữ giám đốc. Bên tay trái của chữ giám đốc là một nhóm ký tự. Tiếp theo, shift vào số 7. Nháy kép. Sao? Nháy kép. Có nghĩa là bên tay phải, bên tay trái là một nhóm ký tự. Và chữ giám đốc nó sẽ ở giữa. Các em nhìn vị trí, nhìn mà nó đang tích chích rút được ra. Đang mô tả được là sao, giám đốc sao. Hoàn hiện đây kết quả bằng 1. Chúng ta chọn OK. Tương tự, đối với tổng lương, chúng ta sử dụng hàm sum if. Range, ta đánh dấu cột mã nhân viên. Sum range, đánh dấu cột lương. Criteria, chúng ta sử dụng nháy kép. Sao? Nháy kép. Shift vào số 7. Chức vụ, ô cùng hàng với nó. Shift vào số 7. Nháy kép. Sao? Nháy kép. Enter. Tổng tiền phụ cấp, các em làm tương tự. Sum if. Range, mã nhân viên. Sum range, phụ cấp. Criteria, nháy kép. Sao? Nháy kép. Và chức vụ. Và nháy kép. Sao? Nháy kép. Tương tự đối với tổng thu nhập. Range, mã nhân viên. Sum range, cột tổng thu nhập. Rồi lại nháy kép. Sao? Nháy kép. Shift vào số 7. Chọn chức vụ và nháy kép. Sao? Nháy kép. Muốn tính tổng, chúng ta lại vào tab design, tích chuột vào total row và thao tác thì tương tự. Các bạn có thể sao chép công thức từ phải qua trái thì thao tác tính tổng em không phải lặp lại nhiều lần. Bài tập tiếp theo, các em chuyển sang bài tập số 8. Bài 8, trang 67. Gồm có hai bảng dữ liệu. Bảng chính, bảng quản lý cước phí. Bảng 2, bảng phụ, bảng tính tiền điện thoại. Câu hỏi thứ nhất. Điền tên tỉnh dựa vào mã tỉnh. Chúng ta đặt con trỏ tại tên tỉnh. Ta gõ dấu bằng. Mã tỉnh hay gọi là mã vùng. Chúng ta nhìn ở bảng. Ta thấy đây là mã tỉnh, mã vùng quay đây ạ. Vậy dựa vào mã vùng, chúng ta sẽ chia tra cứu ở bảng tính cước phí. Thì tên tỉnh nằm ở cột thứ hai, còn mã tỉnh, mã vùng nằm ở cột đầu tiên. Tra cứu xong bảng khác, chúng ta sử dụng bài này sử dụng VLOOKUP vì mã tỉnh dữ liệu đang nằm theo cột. Ta gõ bằng VLOOKUP, kích đúp. Fx. Lookup value, kích chuột vào ô mã vùng cùng hàng với nó. Table array, đánh dấu toàn bộ bảng. Cột mã tỉnh là cột tra cứu, thì tên tỉnh tính từ trái sang phải sẽ là cột thứ hai. Column index number, chúng ta có số 2.
Tìm chính xác, chúng ta chọn số 0. Ok. Câu hỏi thứ hai. Chèn thêm cột thời gian gọi vào trước cột tổng số phút và tính thời gian gọi. Muốn trước cột tổng số phút, cô đặt con trỏ tại cột tổng số phút. Cô kích chuột phải. Insert table column to the left. Đánh dấu tiêu đề của bảng. Đưa chuột tại đường viền. Khi nào xuất hiện con trỏ, bốn mũi tên quay sang bốn phía giống như cô đang tạo, thì nắm giữ chặt chuột, nắm kéo sang phải. Ok. Đặt tên cho cột là thời gian gọi. Các em có thể trình bày bằng cách hợp ô, sau đó các em dùng thao tác sao chép công thức sang bên tay phải và chọn OK. Thao tác sao chép công thức, sau đó chọn Fill Formatting Only. Cô đã hướng dẫn trong những buổi trước. Thời gian gọi được tính bằng thời điểm kết thúc trừ thời điểm bắt đầu. Thời điểm kết thúc trừ thời điểm bắt đầu. Enter. Câu số 3. Tính tổng số phút theo công thức. Bài này, câu này gồm có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu số giây lớn hơn 0 thì tính theo công thức thứ nhất. Còn nếu số giây bằng 0 thì tính theo công thức thứ hai. Số giây tiếng Anh chúng ta sử dụng hàm second. Số phút chúng ta sử dụng hàm minute. Số giờ chúng ta dùng hàm hour. Chúng ta sẽ thử với công thức. Nếu hàm if số giây, chúng ta bấm mũi tên chỉ xuống vào nút function, chọn more function, kích chuột vào một hàm bất kỳ, bấm chữ s để gọi hàm second. Ok. Muốn tìm xem thời gian gọi bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, chúng ta sẽ cần dữ liệu ở cột thời gian gọi. Kích chuột vào ô thời gian gọi. Quay trở về hàm if. Nếu số giây lớn hơn 0, các em nhớ theo đúng yêu cầu để làm. Nếu số giây lớn hơn 0, dạ, ok, thì số giờ nhân 60, cô sẽ sử dụng hàm tách giờ. Cô chọn more function, cô kích chuột, gõ chữ H, tìm hàm giờ. Ok. Giờ của thời gian gọi, quay trở về hàm if, kích chuột, nhân với 60 cộng với số phút. Lập tức tìm số phút bằng cách chọn more function. Nhấn chuột một hàm bất kỳ, gõ chữ M. Tìm minute. Ok. Nhấn vào tổng thời gian gọi. Quay trở về hàm if. Kích chuột, các em bấm mũi tên sang phải. Left. Sang phải. Right. Bấm mũi tên sang phải. Cộng với 1. Nếu sai, thay vì gõ lại, các em đặt chuột, các em kéo giúp cô. Để copy, đánh dấu xong copy. Kích chuột vào ô thứ hai. Nếu giá trị sai, các em dán. Xóa số 1 đi. Công thức thứ nhất và công thức thứ hai chỉ khác với nhau ở số 1. Chúng ta chọn OK. Như vậy, cô đã tính được số phút. 4. Tiền phải trả của từng cuộc gọi theo công thức. Đó là số phút nhân cước phí. Cô gõ bằng.
số phút, nhân, cước phí nằm ở bảng tính cước. Muốn tính cước phí, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP, kích đúp, FX. Lookup value, chúng ta lại tìm theo hoặc là tên tỉnh hoặc là mã tỉnh. Nếu cô tìm theo mã tỉnh, cô chọn mã tỉnh, mã vùng. Table array, cô đánh dấu bảng. Cột, mã tỉnh là cột thứ nhất thì cước phí sẽ là cột thứ ba. Và tìm chính xác, cô chọn tham số 0, enter. Cách thứ hai, kem quan sát, cô xóa. Tiền trả bằng số phút nhân với VLOOKUP. Bây giờ cô sẽ tìm theo tên tỉnh. Table array, khi tìm theo tên tỉnh thì vùng dữ liệu cô không được đánh dấu cả bảng. Vì cú pháp cấu trúc của hàm VLOOKUP, HLOOKUP là tìm kiếm dữ liệu ở cột đầu tiên trong bảng, hàng đầu tiên trong bảng. Nên các em phải đánh dấu cho cô từ tên tỉnh trở đi. Nó sẽ tìm tên tỉnh với dữ liệu của cột đầu tiên trong bảng, trong vùng đối chiếu. Vậy vùng này, trong cái vùng này, các em nhớ là phải đánh dấu từ tên tỉnh để nó tìm kiếm ở cột đầu tiên. Khi cô đánh dấu tên tỉnh đến cước phí thì cước phí không là cột thứ ba nữa mà sẽ là cột thứ hai, vì tên tỉnh sẽ được coi là cột thứ nhất. Và tham số là tìm chính xác vẫn là 0. Câu hỏi 5. Khuyến mãi nếu cuộc gọi vào ngày chủ nhật thì được giảm 30% của tiền cước. Nếu cuộc gọi vào chủ nhật thì được giảm 30% của tiền cước. Cô tính khuyến mãi bằng. Muốn làm bài này, chúng ta phải sử dụng hàm weekday. Các em quan sát hàm weekday. Weekday có hai đối số. Đối số thứ nhất, serial number, là giá trị ngày. Chúng ta thử, vậy nó là ngày gọi. Return type, nó sẽ có ba đối số. Đối số thứ nhất, nó sẽ bằng 1, thì chủ nhật là 1, thứ hai là 2, thứ ba là 3 và thứ bảy là 7. Còn nếu return type mà bằng 2, thì thứ hai bằng 1, thứ ba bằng 2 và chủ nhật sẽ bằng 7. Và đối số cuối cùng, nếu nó là 3 thì thứ hai là 0 và chủ nhật là 6. Khi hiểu được hàm weekday rồi thì cô bắt đầu mới làm bài. Em nhớ là chia bài toán lớn thành bài toán nhỏ để làm. Khuyến mãi nếu cuộc gọi vào chủ nhật thì được giảm 30%. Vậy khuyến mãi cô sẽ tính như sau. Bằng if fx, nếu weekday, cô chọn more function, kích chuột. Cô làm lại if cô kích chuột, cô chõ gõ weekday. Ok. Nếu ngày gọi, return try cô chọn là 1, có nghĩa rằng là chủ nhật thì nó sẽ bằng 1. Cô quay trở lại hàm if. Nếu weekday của ngày gọi bằng 1, tức là nếu là chủ nhật thì sẽ được khuyến mại 30%. Cô viết 30% của tiền, tức là nhân với tiền gọi, tiền trả. Còn nếu không thì không được khuyến mãi, vậy tiền là 0. Ok. Đây, dữ liệu của em thấy. Cô đã có dữ liệu đây ạ. Ví dụ ngày này là chủ nhật thì được khuyến mãi. Tiếp theo, thực trả câu cuối cùng thì bằng tiền trả trừ khuyến mãi. Câu này khá đơn giản. Tính tiền thực trả bằng
tiền trả trừ tiền khuyến mãi. Chúng ta đã hoàn thành xong bài học số 8, bài tập số 8.